Kim Chi được tuổi rưỡi rồi, củ cải là cũng còn 3 tuổi rưỡi. À, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay gia đình củ cải Kim Chi và đàn chút chít được một fan cũng fan cứng cũng rất là đặc biệt đến ghé thăm. Đây là bạn Dương, quê thì ở Nam Định nhưng mà đợt vừa rồi là đi sống ở bên Nhật, cũng em ở bên Nhật mấy năm nhỉ? Em ở bên Nhật 3 năm. 3 năm. Đợt tới là lại chuẩn bị đi nhà nào? À, đây, bạn này là đang sống và làm việc ở bên Nhật, chuẩn bị đi Nhật tiếp. Thì đợt vừa rồi cũng đây, xin giới thiệu mọi người, cái nơ này là chính là quà của cái chị nào, chị ơi, đây cái nơ này chính là quà gửi quà từ bên Nhật mang về đây, mình cho Kim Chi đeo cũng từ lâu rồi, và cũng còn những cái mũ mà của bạn chút chít trước đội ấy, cũng là của bạn Dương, bạn ấy tặng đây. Cả nhà hôm nay đeo kính rất là tri thức này, đẹp trai tri thức này. Đấy, thì Dương cũng về Việt Nam từ đợt cách ly, đợt từ Nhật về nhưng mà về Việt Nam, nhưng mà đợt vừa gặp đợt cách ly cũng 14 ngày đấy. Xong là nay cũng ghé thăm Kim Chi củ cải, fan rất là cứng. Đấy, comment nào ở trên YouTube, trên Facebook là cũng thấy bạn ấy comment rất là nhiệt tình luôn. Củ cải nào? Tri thức, xin chào mọi người. Củ cải nào? Xin chào mọi người. Ui, tri thức gì mà mất hết tri thức à? Mất kính là mất tri thức à? Cô gái nào nói xin chào mọi người. Rồi, giỏi lắm. Nhà Kim Chi nằm đây rồi. Nằm rồi. Kim Chi con nơ đeo xinh nhỉ. Đây, kính này là cũng của Dương tặng đây. Tri thức, xin chào chàng trai tri thức. Chàng trai tri thức có thể cho tôi biết là 2 cộng 3 cộng 1 bằng bao nhiêu không? 2 cộng 3 cộng 1. Chính xác, giỏi, tuyệt vời. Đây, thưởng cho chàng trai trí thức này, nhưng mà rơi mất kính rồi. Đây, cặp. Nào, cặp. Cặp, ớt kiện. Thằng béo này. Nào, cặp không à? Cái cặp. Cặp, số nhỏ. Cặp, số nhỏ. Cặp. Rồi, số to. Rồi, giỏi, ăn. Cái chi? Ngồi dậy. Cái chi ngồi dậy. Ngồi dậy nào, cô bé có cái quàng khăn đỏ. Cô bé quàng khăn hồng. Ngồi dậy, Kim Chi, ngồi. Ngồi dậy nào, Kim Chi. Ngồi. Kim Chi, ngồi. Tình cảm với cô gái nào. Rồi, giỏi lắm, lâu lắm không tình cảm. Tình cảm vừa vừa thôi nha, không để nữa nha. Tình cảm quá là thêm một nữa nó thì mệt. Nào, Kim Chi, cặp. Chào mọi người, cặp. 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 Lo giỏi ăn này. Nào cái ngồi ngay trên thân hàng nào. Đúng rồi, giỏi quá. Nào bắt tay, ngồi xuống bắt tay à. Rồi, tay kia cơ mà. Rồi, đúng rồi. Có đồ ăn là sáng mắt lên. Đây cho ăn. Rồi. Nào Kim Chi nào, cặp nào. Cặp, Kim Chi, cặp. Cô cái ơi, hư nha. Đây này,
quán nhà. Ê, em thì gọi tiếp thì gọi to lên bọn nó xem dậy. Chít 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 chít. Ăn nào, ăn nào, ăn nào. Bơ bơ ra một cái thôi. Chít 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 chít, ăn đi, ăn. Con này ngủ rất là say. Nhưng mà nô mà gọi, anh mà gọi thì bọn nó sẽ dậy hết ngay. Chút chít, chút chít, chút chít. Đấy, anh yêu. Chút chít, chút chít, chút chít. Đấy, nghe nghe tiếng người lạ là nó gọi nó không thấy đâu, nó không để ý đâu, đang ngủ rất là say. Nhưng mà mình giọng quen gọi, gọi chỉ cần chút chít cái bọn nó dậy ngay. Ơ chút chít nào, chút chít ơi. Chít chít chít, ôi dồi. Đây, vậy làm sao mà nhận ra bạn nào với bạn nào. Rồi. Rồi tí là anh sẽ cho em thử thách fan fan cứng của cái đây. Tí cho thử thách là đoán 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 tên mày bọn này. Đoán tên chút chít. Chút chít ơi. Thì hôm nay mình sẽ có một thử thách dành cho Dương nha. Thì mình sẽ để cho Dương đoán tên của các bạn chút chít này. Đây là một thử thách rất là khó. Bởi vì chỉ có mình thì nhìn nhiều. Ngày nào cũng nhìn vào nó thì mình phân biệt được. Chứ mọi người xem trên YouTube rồi là xem qua video thì rất là khó nhận biết được. Dương đồng ý chấp nhận thử thách không em? Cố gắng. Ok. Đi đâu? Nào đến đây nào, đến đây nào, chạy đi đâu? Từ từ đã, con sâu chạy đi đâu con sâu, nằm yên. Ngồi yên đấy. Ngồi yên nào. Đi nào. Ngồi yên chút chít, ngồi yên tất cả, nằm yên nào. Rồi bây giờ em đây em đoán từ đây. Từ trái có phải đi. Có phải nhé. Từ trái có phải thì em đoán đi. Em nhìn mặt, em nhìn kỹ, nào? Nhìn kỹ đoán nào. Kỹ nào. Em ơi em tên gì? Chị tên nào? Ôi. Bí Ngô à? Này Bí Ngô này. Là đầu tiên đoán Bí Ngô. Nào anh này là anh nào đây? Nào ngồi dậy xem nào. Cà keo nhờ. Nào. Đoán đi. À bạn này rất giống kim chi này. Bạn này cà rốt này. Cà rốt. Này. Em này phải mướp không? Mướp à? Mướp nhá. Khoai tây này. À, cứ bình tĩnh mà đoán, xem anh sẽ tí anh sẽ cho đáp án sau. Khoai tây bị nhiều nấm nhất. Khoai tây nhiều nấm. À, rồi ok. Tí được vu cho em nhá. Bạn này. Này là bạn bắt đầu nấm này. Đấy. Đây có phải đầu nấm đây, đoán bắt luôn. Đấy, ngáp. Sai, đậy nào sai. Sai lại đi, sai lại chơi nào mọi ngày đầu gấu nấm cơ mà. Nào, anh mấy mày cho nấm cơ mà. Này anh này để nấm cho tôi nhá. Sai. Tiếp theo bạn này. Tiếp theo. Bạn này, bây giờ mặt giống cài chưa? Giống cài chưa? Hôm qua mới xem lại cái video mấy ngày trước có fan bảo là dưa chuột là giống cài nhất. Đó. Dưa thì chuột bạn này sẽ là dưa chuột. Dưa chuột. À, bạn này này, mắt né này, đấy. Mắt né đây, mắt né súp lơ đây. Đấy, xong rồi. Súp lơ. Hello. Không biết còn đúng không? Rồi. Rồi, bây giờ anh sẽ công bố đáp án nha. Đầu tiên em đoán đầu tiên là bí ngô này. Tiếp theo là cà rốt này. Tiếp theo là mướp này. Tiếp theo là khoai tây, bắp. À, đây là bạn em đoán là xoài đúng không? Vâng. Xoài, dưa chuột và súp lơ. Vâng. Thì bây giờ anh sẽ công bố đáp án nhé. Súp lơ đây, bạn này súp lơ thì chính xác này. Dưa chuột, chính xác. Bạn này em đoán là xoài mặt sẹo đúng không? Vâng. Xoài mặt sẹo. Tôi buồn kìa. Sai rồi, sai rồi. Bạn này mới là mướp này, bạn này là mướp. Bạn này là mướp, nào bạn này là bắp đầu nấm thì đúng rồi, có một phết nấm đây đấy. Có phết nấm ở trên đầu mọc lông lại rồi, đúng rồi, bắp đúng rồi. Đây là khoai tây đây, đúng rồi, khoai tây đúng rồi. Bạn này nói em đoán là xoài mặt sẹo, đó là mướp mướp đúng không, hay xoài mướp đúng không, mướp. Đây là xoài mặt sẹo thì đây trước có một phết sẹo ở trên này đây, nhưng mà mọc lông lại đẹp rồi. Đây là xoài. Đây xoài mặt sẹo. Đây là cà rốt. Em đoán bảo giống kim chi. Đúng chính xác. Đây là cà rốt này. Đây đúng là cà rốt. Bí ngô chim trắng mồ côi. Chính xác bí ngô. Thế là đoán đúng được 6 gọi là giỏi đấy. Đoán đúng 6 đứa là giỏi đấy em ạ. Quá trắng rồi. Thịt nhờ. Nào chút chít chút chít. Ăn bắt tay nào. Bắt tay đưa tay lên. Bắt tay nào. Tôi có phải xương đâu. Đây là những chiếc mũ mà Dương đã mua ở Nhật Bản đây. Đây là... Nào chú chít nào. Bây giờ em sẽ đội cho bọn nó nhé. Trực tiếp đội lại cho bọn nó xem thế nào. Xinh xinh nào. Cái có muốn đặt mũ không? Nào chú chít nào. Đây em sẽ trực tiếp em đội cho bọn nó đi. Mũ này là mũ đẹp nhất, em thích nhất. Thích nhất á? Nó nâu màu hồng.
nào, bạn nữ nào, bạn nữ đấy. nào Bạn vừa rồi là xoài mặt sẹo đấy. Nào, hãy nhầm tên nhá. Nhầm tên xin lỗi em nhá, cho em mặc đường mua đẹp nhất nào, thích nhất nào. Nào, không không cắn, không cắn. Không cắn. Không cắn, không cắn. Đề nghị các đồng chí không cắn. Đau lắm đấy. Ôi. Rất là khó. Nó không 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 ngồi im à. Đấy, nó xin nhờ. Đây có dây này. Đây buộc à. Bắt nhá. Này này này, đừng cắn áo tôi. Nào. Thích đeo cái gì nào? Ha 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 ha